Bình Thuận, vùng đất được biết đến với sự kết hợp đầy quyền lực, tạo nên sức hút đến lạ lùng, được vinh danh là miền đất mẹ của văn hóa, hiện đang ngày một mới hơn, đẹp hơn. Ở nơi đó có một ngôi trường mà lịch sử hình thành và phát triển, luôn gắn liền với những chuyển động của thời cuộc, trường Trung cấp Bách khoa miền Nam. Ngày 4 tháng 9, 2012, theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, trường Trung cấp Du lịch Mũi Né được thành lập tại tỉnh Bình Thuận và nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm, đào tạo cung ứng đội ngũ nhân viên lành nghề, làm việc tại địa phương, góp phần phát triển ngành du lịch Bình Thuận. Cuối năm 2019, từ Cố đô Kyoto, Nhật Bản, Học viện Katugaku tham gia vào hội đồng của trường và đổi thành trường Trung cấp Bách khoa miền Nam, đưa nhà trường chuyển sang một giai đoạn mới, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ Nhật Bản sang, phối hợp với nét đẹp truyền thống, nền tảng sẵn có của một ngôi trường 10 năm tuổi để mở rộng nhiều ngành nghề khác như tiếng Nhật, chăm sóc sắc đẹp, công tác xã hội, mở rộng liên kết quan hệ quốc tế với các dự án liên kết Đại học Máy tính Kyoto Yoho, Đại học Chiba, Học viện Chăm sóc sắc đẹp Samyut. Đặc biệt, trường đã ký kết với nhiều đối tác tại Nhật với chương trình học bổng đến Nhật học tập và làm việc. Hy vọng trong tương lai gần, trường sẽ là đối tác để đưa các bạn trẻ giàu năng lực đang ấp ủ ước mơ hoài bão vươn xa ra tầm quốc tế. Có được thành tựu đáng ghi nhận, lãnh đạo nhà trường và đội ngũ giáo viên nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy. Trường luôn tự hào với đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trẻ trung, năng động và tâm huyết, sẵn sàng khai thông trí thức, quyết tâm xây dựng những bậc thang vững chãi đưa học sinh đến tương lai rộng mở. Đến với trường Trung cấp Bách khoa miền Nam, sinh viên sẽ nhận được quyền lợi tối ưu với chương trình đào tạo hệ trung cấp chính quy, 70% thời gian thực hành, 30% lý thuyết, thông qua phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh phát huy tối đa, tính chủ động và sáng tạo, rèn luyện việc tự học, tự nâng cao tài nghề. Hiện nay, trường Trung cấp Bách khoa miền Nam đặc biệt chú trọng hai ngành nghề, đó chính là trung cấp tiếng Nhật và trung cấp chăm sóc sắc đẹp, trở thành trường trung cấp duy nhất trên địa bàn tỉnh đào tạo hai ngành nghề này. Ngoài ra, nhằm tạo cơ hội việc làm cho các đối tượng là dân tộc thiểu số, lao động nữ, người khuyết tật, trong năm 2020, được sự phân công và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, trường tham gia thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, trình độ sơ cấp với các ngành nghề, tiếng Nhật giao tiếp, chăm sóc da, kỹ thuật nail, kỹ thuật chăm sóc tóc, trang điểm, thẩm mỹ. Qua đó, tạo điều kiện góp phần chuẩn hóa nguồn nhân lực cho các spa làm đẹp, trung tâm thẩm mỹ viện, các cơ sở hành nghề chăm sóc sắc đẹp, cũng như làm nền tảng cho những ai yêu thích tiếng Nhật đến gần hơn với cơ hội làm việc và học tập lâu dài tại Nhật Bản. Với lý tưởng thay đổi để thành công, trường Trung cấp Bách khoa miền Nam có một tầm nhìn, phải là nơi được đặt niềm tin, trường luôn hoàn thiện, tự tin, sáng tạo để đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng, đề cao sứ mệnh, đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, có sức khỏe và có trái tim.